Chào em. Chào chị gái. Chào tất cả 30 anh chị em. Chị khỏe không em? Em vẫn khỏe lắm chị ạ. Thế được rồi. Chửi ba sọc nhiều sao? Với cái đám quen cũng đau họng tí thôi. Ba sọc thì lúc nào? Mệt và chiến đấu. Ba sọc lúc nào phải chiến đấu. Phải chiến đấu đến tận cùng với mấy cái thằng ba sọc. Nghe chưa? Mấy cái thằng ba sọc lúc nào nó cũng xạo nở lắm em ạ. Đấy, cho nên phải chửi. Vừa giờ có cái thằng mà bắt dậy đó, mấy thằng ba que đó. Chị nói thật đấy. Nên diễn đàn em là chị còn tôn trọng đấy. Còn bình thường là chị cứ mở diễn đàn ra là chị chọn mấy thằng ba que thôi. Cứ chọn, nghe chưa? Những thằng ba que nó bắt dậy, nó không làm gì được cho đất nước. Nó không biết thương yêu Việt Nam mình đâu. Nếu như nó biết thương yêu Việt Nam mình nha, chị nói cho em, các em... em nghe và 30 anh chị em và tất cả ở Việt Nam cũng thế thôi. Nếu như nó biết thương Việt Nam mình ấy, tất cả những cái các đồ ăn đồ uống xuất khẩu sang Mỹ là dán hình cái gọi là cái cờ đỏ sao vàng thì rõ ràng là khi mà quốc gia nào xuất khẩu sang quốc gia đó thì phải có nhãn hiệu của nước đó không? Nếu như mà nó biết thương người Việt Nam mình thì chắc chắn nó nhìn những cái thương hiệu của Việt Nam mình là nó phải mua, nó phải ủng hộ cho người dân mình, đúng không? Đấy. Nhưng chính vì những cái đó là nó nhìn thấy cái thương hiệu của Việt Nam mình cái là nó tẩy chay luôn. Mà trong khi đó người nước ngoài lại ăn những cái đồ của Việt Nam mình, mà trong có Việt Nam mình thì nó lại tẩy chay, rồi nó quay video, rồi nó Facebook nó đưa lên, rồi đủ mọi thứ đấy. Những cái bọn ba que là những cái bọn khốn nạn lắm. Vậy cho nó cứ đòi nhiều đảng mẹ thì chúng nó đâu, đảng là đảng của chúng nó mà lên có mà đảng bắt dậy, nghe chưa? Đảng ăn cướp, đảng gì chúng nó, đa đảng gì chúng nó. Bây giờ tất cả 97 triệu dân nhá, cứ cho là 90 triệu dân đi, người ta không yêu cầu đa đảng. Người Việt Nam người ta đâu có yêu cầu đa đảng đâu. Nhưng chỉ có những cái thằng ba què, chỉ có những cái thằng ba què là những cái thằng khốn nạn nhất, là lúc nào cũng đòi đa đảng. Chúng mày còn chưa biết cái đảng của chúng mày như thế nào. Trong gia đình nhà mày, trong bố mẹ nhà chúng mày ấy, nghe như những cái thằng ba què, trong bố mẹ nhà chúng mày, trong gia đình nhà chúng mày còn chưa biết cái đảng gia đình như thế nào thì chúng mày đừng có bao giờ mà ra gọi người dân Việt Nam có đa đảng, nghe chưa? Nhà chúng mày đã có nhà chúng mày đấy, đã biết cái đảng gia đình chưa? Hả? Hay là chúng mày cũng đánh nhau lộn tùng bệnh ở trong gia đình đi? Hả? Mà chúng mày còn đòi ra xã hội đòi đa đảng. Mày những cái thằng ba que đấy, cứ để chị phải tông vào mồm chúng nó mấy phát. Đấy, nó mắc dậy lắm. Đấy. Người Việt Nam đáng nhẽ ra tất cả trên thế giới này, đúng chưa, những cái quá khứ rồi. Ở nơi nào cũng có cái quá khứ, ở cái đất nước nào cũng có cái lịch sử và những có cái quá khứ. Những cái quá khứ thì chúng ta phải cho vào tồn tại, và những cái gì hiện tại là chúng ta phải công nhận cái hiện tại bây giờ. Đấy, nó là hiện tại cơ mà, nó có phải là quá khứ đâu. Đấy, những cái thằng ba que khốn nạn ấy, đấy, là nó cứ moi từ những cái quá khứ ra. Mấy cái thằng khốn nạn nó còn vào cái mạng Tân Thái nó bảo chứ Việt Nam không cần phải bán sổ số. Đấy, tại sao nhà nước phải sản xuất ra sổ số bán? Thế chúng mày đòi gì tự do dân chủ ở bên nước tư bản ở đây này nhá? Ngày nào cũng có bán vé số, nghe chưa? Ngày nào cũng bán vé số, sổ số đầy. Đấy, lúc nào cũng có hết. Mai tao mua một đống ta chụp vào mặt chúng mày ấy, nghe chưa? Nó bảo chứ tại sao Việt Nam đấy, chính phủ Việt Nam là làm cho người dân nghèo đói vì bán sổ số. Người dân người ta không cần mua sổ số, không, nhà nước bán các cái sổ số đó, không, nhà nước không yêu cầu ai mua, ai thích mua thì mua, ai không thích mua thì thôi, vì cái đó nó là nhu cầu cả thế giới rồi. Ở bên đây cũng có sổ số, ai thích mua mua, ai không thích mua thôi, ai người ta cấm đâu. Nhà nước bán sổ số cũng đầy đây này. Nhưng mà cái lũ đấy là cái lũ khốn nạn cực nhá. Tại sao chị chửi chúng nó là như vậy? Nó là người Việt Nam, nó không bao giờ biết thương yêu cái người Việt Nam của mình đâu. Lúc nào nó cũng trà đạp lên cái đất nước của Việt Nam ta. Ấy, dù đất nước của Việt Nam ta có tiến lên trên một cái lĩnh vực của thế giới đi chăng nữa, nhưng nó vẫn cứ bảo là thối nát. Vậy cho những cái thằng ba que này, mẹ nào mà mở mồm ra phát là tống luôn vào mồm nó. Thế là
thế là nó phải phải câm mồm luôn. Đấy, nó khốn nạn vậy. Người Việt chúng ta nhá, tất cả người Việt chúng ta đáng nhẽ ra chị không bao giờ nói tục, nói tẽo. Vì tất cả trên thế giới này, những người đã sống ở trên thế giới này, dù quá khứ hay hiện đại, người ta cũng là người Việt Nam, nghe chưa? Nhưng những cái thằng, tại sao có chữ nhưng ở đó? Nhưng là những cái thằng ba que nó khốn nạn cực kỳ luôn, nó chó má cực kỳ luôn. Cả chị đi tất cả trên thế giới này nhá, chị chưa chứng kiến một cái đất mà lại nó khốn nạn như là một cái bọn phản động, như là cái bọn phản động dân chủ quậy của Việt Nam của chúng ta. Đấy, nó khốn nạn đến mức độ đến tận cùng là như vậy thôi. Đấy, người dân, cái thằng Lê Minh Thể mắt dậy vô thường, chưa từng có. Lê Minh Thể nó ra ngoài đường, nó ra ngoài chợ, nó quay những cái bà mà bán hàng rau, rồi là nó quay những cái bà bán hàng thịt, bà đập mẹ vào mặt nó đấy. Bà bảo, nó hỏi là thế chị bán rau như này, chị bán thịt như này có đủ sống không? Một bà bảo chứ thừa sống, còn đi làm từ thiện cơ. Còn một người ta bảo chồng chết rồi, mua đất, đầy đất kia. Thế có phải là người ta đập vào mặt cái thằng Lê Minh Thể không? Đấy, nó tưởng là nó ra ngoài đường, nó quay phim chụp ảnh những cái người ta đi buôn đi bán. Ở bên đây cũng có người ta đi buôn đi bán chứ. Đấy, người ta đi buôn đi bán là chuyện bình thường. Đấy, cái thằng Lê Minh Thể, thằng đấy là thằng chó má nhất, đã ra tù vào tội rồi. Đấy, mà nó còn nay nó quay người ta lên, mai nó quay người ta lên. Mày đẹp tốt gì? Mày đẹp tốt thì mày đã không phải vào tù và ra tù vào tội. Đấy, mày tự kiếm miếng đổ vào mồm nhà mày đi. Đấy, mày có nhà có cửa rồi còn mày đòi hỏi cái gì của nhà nước cho nữa. Mày có hai chân hai tay, mày có mắt có mũi đoàn hoàng, mày có tai đoàn hoàng, mày có đủ mọi thứ, mày đòi cái gì của nhà nước nữa? À, mày đòi cái gì? Thằng Lê Minh Thể, à, thằng đấy là thằng mắc dậy nhất. Người dân ấy, nếu như nó còn ở Việt Nam nhá, người dân ấy là nó sẽ tẩn cho thằng này vỡ mồm luôn. Nếu mà ra đường, nó tẩn cho thằng này vỡ mồm luôn. Tại vì sao chị nói là nó thiếu những cái tôn trọng của cái cá nhân của mỗi một con người. Nó không được ra ngoài chợ nó quay người ta như vậy được. Người ta đập vào mặt chứ, nó mà quay chị là chị đập vào mặt nó luôn đấy, nó bốn áo đâu. Đấy, nó không được phép quay phim chụp ảnh người ta lên như vậy. Đấy, người ta bán rau, người ta có ăn cắp ở ngoài đường đâu. Người ta bán thịt, người ta buôn bán, người ta kiếm cái miếng cơm hàng ngày. Chứ người ta có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà nó lại quay phim chụp ảnh. Nó hỏi tào lao. Đấy, phải những cái chị mà chị bán thịt chị vẫn còn hiền đấy. Phải chị là chị phăng cho cái thằng Lê Minh Thể vỡ mồm ra luôn. Nói bảo nói ác, hiểu không? Chị không có phũ phu với ai cả, nhưng mà chị ghét nhất là những cái phản động. Đấy, đất nước của Việt Nam, con người của Việt Nam ấy thì là phải là của người Việt Nam. Đấy, chúng ta chống là chống những cái thằng mà cái đất nước khác nó vào đất nước của Việt Nam mình, nó xâm nhập thì chúng ta chấm, thì chúng ta chống là đúng rồi. Nhưng cái người Việt với người Việt của chúng ta, cái đất nước, cái người lãnh đạo của đất nước của chúng ta và chúng ta với lại người lãnh đạo không thể làm cái trò muốn áo muốn nếu vậy. Đấy, nó náo tết. Đấy, mẹ cái thằng Lê Văn Thể nó vẫn còn ăn cơm Việt Nam, nó còn đang bám mít cho cái chế độ cộng sản mà nó còn muốn áo muốn nếu. Thằng này ấy, hôm nay một con cái nó làm sao hay hoặc bất kể, không phải rủa nó đâu. Thằng nó mắc dậy lắm, chị ghét cái thằng Lê Minh Thể lắm đấy. Nhìn mặt nó là chị muốn tống vào mặt cho nó phát rồi. Đấy, con nó, không may con nó bị làm sao? Rõ ràng nó phải cần nó lên lắm nhỉ? Ừ, rõ ràng thế cũng đại diện đi. Em có thấy nếu như bây giờ nó đang sống một cái, nó có nhà đẻ chứ, nhà nó đâu có xấu xí gì đâu, nhà nó rất đẹp đẽ, không phải gì. Đấy, mà con cái nó đang sống vào cái chế độ của cộng sản, đúng chưa? Nếu như con cái nó bị làm sao là nó cũng phải gọi đến những cái chế độ cộng sản bây giờ. Đấy, những cái người chiến sĩ công an, người ta phải làm nhiệm vụ cho nhà nó, thì nó lại đi nó chửi cái chế độ cộng sản. Đấy, mày góp ý cái gì, mày tham gia cái gì, ok. Đấy, nhưng mà mày không được phép nối kết với những cái thằng mắt dậy ở bên nước ngoài để mà bố nào bố nếu. Đất nước là của con người Việt Nam, đất nước là của Việt Nam. Mày không thể đu cẳng với những cái thằng ở bên Mỹ mà nó không có quốc tịch của Việt Nam để nó phá hạ đất nước. Đấy, cái thằng Lê Minh Thể đấy, phải nhá, chắc
chắn thằng Lê Minh Thể này nếu như nó còn ở Việt Nam trước sau nó cũng bị tống vào mồm luôn, bị những cái bị những anh chị em, bị những cái người người ta yêu đất nước, người ta trân trọng cái đất nước, người ta trân trọng cái con người là nó tống vào mồm nó đấy. Là người ta tống vào mồm nó đấy chứ không phải nơ mơ đâu thằng Lê Minh Thể ạ. Đấy, thằng bố áo đấy, hôm nọ nó vào diễn đàn của em, chị định chị lên, vì sao chị định chị lên chị chửi nó, nhưng mà em mời người khác rồi, nhưng mà thôi không sao. Đấy, Lê Minh Thể nó thằng mắt giận nhất, bốn áo bốn lếu đâu. Đấy, già sắp chết rồi, sống nào thế nào để cho con cho cái nó hưởng cái lộc sau này của người bố, và để nó trông gương cho một cái người bố. Đấy, mẹ mày hay ho gì cái người mà ra tù vào tội ấy, hả? Hay ho gì? Đấy. Ở bên đây cũng thế thôi, tự do dân chủ gì ở bên đây mà ngồi bốn áo bốn lếu nói xấu chính phủ, nói xấu đất nước xem nó chả đến nó vỗ vào mồm luôn cho ấy, chứ đừng có bốn áo bốn lếu đâu. Đấy, chị chưa thấy khốn nạn nhất những cái thằng dân chủ quậy ở Việt Nam, và những cái con khốn nạn ở bên nước ngoài, thằng khốn nạn ở bên nước ngoài mà phản động ấy, ba que bè củng đấy là khốn nạn cực kỳ luôn ấy. Chế độ đéo nó đâu, chế độ những cái thằng mà làm tướng làm tá ở bên cái Việt Nam Cộng Hòa nhà, những cái thằng đấy tướng tá là những cái thằng mắc dậy nhất, khốn nạn nhất, chứ nó thương yêu gì người Việt Nam đâu. Nó muốn áo muốn lếu nó vừa thôi. Cộng sản là người ta làm được 90 năm nay, là cái cộng sản là người ta vững chắc. Người ta cuộc đời người ta khổ như thế nào, người ta khổ cực kỳ luôn. Kể cả là người dân cũng thế thôi, người dân người ta đồng lòng với lại cái chế độ cộng sản, người ta hy sinh hết cả, người ta đâu có cần tiền cần của đâu, người ta cần một cái đất nước của người ta, người ta cần một cái tự do của người ta đấy, chứ người ta đâu có cần gì tiền bạc của những cái thằng Mỹ, của những thằng Pháp để nó vào Việt Nam để nó khốn nạn đến mức độ như vậy đâu. Tự do thì chúng nó phải đặt câu hỏi đấy, tự do chúng nó có tiền có của, tại sao nó vào một cái đất nước nhỏ bé để nó ăn cắp, để nó ăn cướp đấy, để nó hiếp người dân đấy, để nó ăn cắp cướp nước đấy, để nó hành hạ người dân, để nó làm, để nó bắt người dân chúng ta phải làm nô lệ. Lý do đấy, tại sao chúng ta cũng là con người, nó cũng là con người, mà nó lại gọi là tư bản, nó lại gọi là tự do dân chủ, tại sao nó bắt chúng ta làm nô lệ cho chúng nó đấy? Phải đặt một câu hỏi nó là ở cái đó đấy. Cho nên là những cái lũ ba que này, những cái thằng ấy tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, mẹ những cái thằng nào bây giờ còn sống nhá, gần chết rồi ta cũng của cho chúng mày muôn đời, nghe chưa? Gần chết chúng mày, cứ gần chết đi chăng nữa ta cũng moi chúng mày lên để tao rủa cho chúng mày. Mẹ nạn nó vừa ở Việt Nam Cộng Hòa nó bảo ui giàu có rồi, là một người đi làm nuôi cả nhà, đồng ý, một người đi làm nuôi cả nhà, chúng mày sướng là chúng mày sướng, đổ vào mồm chúng mày chứ. Còn người dân ở trong cái vùng quê, vùng sâu vùng xa, ở cái vùng Việt Nam Cộng Hòa đấy, ở trong cái vùng Sài Gòn đấy, người ta có cái gì đâu, người ta không có gì, chúng mày đâu có biết chia năm xẻ bảy cho người ta đâu. Đấy, người ta bảo rằng đầu ơi thương đấy bí cùng, đấy, đi rằng khác giống nhưng chung một dạng, người ta cũng ở cái vùng đó, tại sao chúng mày tướng tá chúng mày có ăn, còn người dân người ta không có ăn à? Phải đặt câu hỏi chúng mày ác đến mức độ như nào. Việt Nam Cộng Hòa đã ác lắm đấy em ạ, chứ không phải là nó đơn giản đâu, nó thâm hiểm lắm đấy. Đấy, chứ bảo bây giờ nó đa đẳng cái gì em, nó đa đẳng cái mẹ tổ nhà nó à? Nếu như nó đa đẳng không bao giờ nó chửi Bác Hồ, không bao giờ nó chửi là từ Nam ra Bắc là bỏ đỏ, không bao giờ nó chửi người dân là không có học thức, không bao giờ nó chửi là con em của chúng ta không có học thức. Những cái thằng ba que đi phản động hả, mẹ những cái thằng ba que con nó kia kìa, còn đi hầu hạ ở bên Mỹ, hầu rửa đít ở bên Mỹ kìa, ấy còn chưa xong kìa, còn con cộng sản kia kìa được cắt sách nhá, tới những cái đất nước tư bản để ăn học kia kìa. Đấy, chúng mày thử nhìn mà xem, nhà chị đây nhá, đời nhà chị ba đời làm ruộng suốt, nhưng bây giờ các cháu của chị đều đại học hết, đều làm bác sĩ hết. Đấy, thì nó từ đâu, nó từ cái chế độ cộng sản, nó từ những cái người người ta dân của cộng sản để cho con em ăn đi học như vậy. Đấy, nó lại bố náo bố đếu, mẹ những cái thằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa này, cái chế độ thối nát, thằng Lê Minh Thể nó còn mơ tưởng nó đầy là nó mơ tưởng là ông Thủ Dung chết để nó sang bên Mỹ nó làm thủ tướng lãnh đạo ở bên Mỹ. Lê Minh Thể kia nó đang chụp ông Thủ Dung với mẹ nó đăng lên Facebook kìa, nó đang mơ tưởng để nó sang bên Mỹ nó làm chính trị đấy. Mày mà sang bên Mỹ làm chính trị chỉ còn một tiếng thôi dân nó bắn mẹ mày chết hết, nghe chưa?
chỉ cần một tiếng thôi, chỉ cần một phút thôi ấy, là dân bên Mỹ là nó đã cho mày biết đâu. Cái người bên Mỹ nhá, những cái người ấy không phản động thì chị không có nói làm gì, những cái thằng phản động ấy người ta trân trọng cái nọ, trân trọng cái kia, xin lỗi em, người bên này phải biết nhục chúng mày. Đũ càng cho Mỹ nó ở cái là như thế nào, chúng mày tưởng đũ càng cho Mỹ mà Mỹ nó trân trọng chúng mày á? Không, nó khinh bằng con chó, nó khinh bằng con chó, nghe chưa? Đấy, những cái lũ ba que ở bên, những cái lũ ba que ở bên Mỹ, bên Mỹ người dân Mỹ nó khinh như con chó luôn, nó khinh kinh khủng khiếp luôn. Đấy, có điều là nó không nói ra mặt thôi, nhưng mà nhìn ra nó còn nhổ bọt ra, nó không nhổ bọt vào mặt nhưng nó nhổ bọt quay đi đấy em ạ. Đấy là nó khinh rẻ người Việt mình như thế đấy, không phải đơn giản đâu. Cho chúng mày tưởng chúng mày bũ càng ở bên Mỹ mà chúng mày hay ho à? Chúng mày không hay ho gì đâu, nghe chưa? Nó khinh như bằng con chó đấy. Cho nên là bây giờ những cái thằng ba que đấy, tất cả người Việt của chúng ta, kể cả là chế độ cộng sản, người ta không bao giờ kêu đa đảng. Đa đảng cái gì? Một đảng đi, một đảng, người ta lo cho dân có miếng cơm manh áo mặc, người nghèo, người tàn tật, người không đi làm được là có chế độ là ok rồi, cần gì phải đa đảng? Đa đảng để làm gì? Giúp đại mẹ đa đảng để chúng mày bán nước à? Đa đảng là nó bán nước này, những cái thằng khốn nạn nó bán nước này. Người nghĩa là người Bắc của chúng ta, cái chế độ cộng sản của chúng ta, 90 triệu dân hoặc là 97 triệu dân, người ta không yêu cầu đa đảng. Mẹ những cái thằng ba que từ Mỹ, từ Pháp, từ Đức, rồi là nói chung là những cái thằng ba que, những cái thằng phản động là nó đòi đa đảng. Mày là cái thớ đó gì mà mày đòi đa đảng? Đó, trình độ thì có, giống như vợ chồng thằng Tùng Lê cũng thế thôi, giống như thằng mẹ Tân Thái, thằng Bê Lê Trương cũng thế thôi. Tất cả những thằng phản động nó có trình độ gì mà cứ đòi đa đảng? Ơi giời ơi, mày có trình độ thì mày phải đứng lên một cái vị trí của cái đất nước Mỹ, hoặc cái đất nước Mỹ, hoặc cái đất nước Việt Nam. Nhưng mà mày có trình độ gì mày cứ đòi phải gọi đa đảng? Mẹ mày đa đảng để mày phá đất nước à? Mày chúng mày, cái lũ Việt Nam Cộng Hòa nó đã từng phá đất nước rồi. Đấy. Thế bây giờ Việt Nam người ta, cái chế độ cộng sản người ta gây dựng lên được 90 năm, được một cái đất nước bây giờ mới phát triển, thì nó lại đòi phá đất nước. Đấy, nó lại đòi phá đất nước thì có phải là nó quá khốn nạn đâu. Còn nếu như nó tốt, những cái đồ ăn các thứ của Việt Nam sản xuất sang các nước châu Âu hoặc là bên Mỹ, nó phải biết thương yêu, nó phải biết thực ủng hộ của người Việt mình. Nó đây nó không biết ủng hộ. Đấy, nó còn tẩy chay cơ. Nó còn tẩy chay cơ. Thì em bảo như chị nhá. Chị mà đi mua đồ ăn, nếu như cái đồ gì như cá băng tằng, nó gọi là cá ba sao ở Việt Nam đấy, cá cha ở Việt Nam là xuất khẩu sang bên Hà Lan này, là chị nhìn những cái thương hiệu của Việt Nam, chị luôn luôn mua ủng hộ đấy. Chị cứ nhìn thấy cái thương hiệu của Việt Nam là chị mua luôn, chị ủng hộ luôn đấy. Vì tại sao mình sinh ra con người Việt Nam, đồ ăn của Việt Nam mình mà người ta xuất khẩu được đến sang đây là mình trân trọng rồi, là mình cứ thế mình mua ăn thôi. Đây là những cái đùa với em làm gì, nhà chị đầy đồ Việt Nam. Đấy, đầy đồ Việt Nam ăn chứ đâu có phải là nói tầm bậy tầm bạ như chúng nó đâu. Đấy. Cái miếng cái lớn đấy. Luôn đấy. Cái này là của Việt Nam đúng chưa? Cái bánh này khô đúng chưa? Đấy, nhiều lắm em. Đây này. Cái này là của Việt Nam đúng không? Cái miếng khô đúng không? Là của Việt Nam đúng không? Đấy. Này, bột năng này của Việt Nam đúng không? Đấy, bột năng này này, bột năng này của Việt Nam đúng không? Có, đấy, em. Thiếu gì đồ Việt Nam? Đây này, bánh tráng này của Việt Nam chứ của ai? Đây, em thấy không? Bánh tráng đây này, đấy, chữ Việt Nam đây này, nhìn chưa? Ở Hà Lan đấy, đấy, Hà Lan đấy, đấy, Hà Lan đây này, đấy, nhưng nhà chị nhá, nếu như cái đồ khô mà chuyển sang đây này là của Việt Nam đấy, chuyển sang đây là chị lúc nào cũng mua ủng hộ, mua suốt, lúc nào nhà chị cũng có đồ Việt Nam ăn đấy. Mẹ những cái thằng ba què nó lại tẩy chay, nó khốn nạn đến mức độ vậy chứ em, thì em bảo nó thương yêu gì cái đất nước Việt Nam mình đâu, nó không thương yêu, cho nên chúng nó là phải chửi đấy, chúng nó là cứ phải tông vào mồm chúng nó đấy. Mẹ nó khốn nạn đến mức độ vậy đấy, thương yêu gì đâu, nó không thương yêu.
Nên nó nhắc cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa như này nhá. Nó đu càng cho Mỹ, nó vừa có tiền, nó ấn vào túi, nó ăn đầy mồm, xong nó lại còn bán đất nước nó với khổ cơ. Đấy, nó còn tham đến mức độ vậy nữa, nó còn bán cả đất nước nữa. Thì em bảo là, có nghĩa là nó tham hết mức rồi còn gì nữa. Cộng sản của chúng ta, chị biết người cộng sản của chúng ta không tham nào, nghe chưa? Đấy, đúng, bây giờ có những cái thằng nó bảo là ừ, Việt Nam có tham nhũng, đúng, nó tham nhũng, có, nhưng mà nó chỉ nó không có dám bán nước. Nhưng vì những cái thằng Việt Nam Cộng Hòa, những cái thằng tướng tá nhá, là nó đó, vừa bán nước này, đấy, nó vừa đũ càng cho thằng Mỹ này, đấy. Tại sao chị dị ứng với mấy cái thằng ba què này? Chị nhìn thấy những cái thằng ba què này là chị dị ứng với nó luôn đấy, không phải đơn giản đâu. Những cái thằng ba què ở bên Hà Lan này, nó nhìn thấy chị là nó tránh luôn đấy, đảm bảo với em là nó tránh, đấy. Nhưng mà chị đâu có cần gì chúng nó đâu, mẹ chị sợ gì? Chị là làm cái đúng, không làm cái sai. Chị chơi là chơi với người người ta chân tình, chơi với người là người ta yêu đất nước, chơi với người người ta nhìn nhận về đất nước. Chơi gì những cái thằng phản động, cái thằng phản, xin lỗi với em đi, ở bên đây là chị có tống vào mồm cho chúng nó, chị chả sợ gì đâu. Sợ gì những cái thằng phản động, những cái thằng phản động. Mình là con người chân chính, mình bảo vệ cái chân chính, mình đi đâu mình cũng không sợ. Chỉ có những cái lũ chó má nó mới sợ mình thôi, nói thế cho nó nhanh. Đấy, chị sợ gì những cái thằng phản động đâu, chị không sợ. Chị sống ở bên Hà Lan đấy, chị nói thẳng, có phản động có, nhưng ở bên Hà Lan này này, chỉ có mỗi cái ông già đấy là ông Nai Chim thôi, còn đặc biệt là ít người, người ta không như những là ở bên Pháp, bên Mỹ và bên Pháp, bên Mỹ và bên Đức và đấy, không có đâu, rất là ít, chỉ có mỗi cái ông già đấy là ông tầm bậy tầm bạ thôi. Thế thôi, cho chị xuống rồi chị chào tất cả 41 anh chị em rồi, có gì nè, thằng nào ba què lên nó chửi Việt Nam, cứ gọi chị thì lên chị tông vào mồm nó phát, nghe chưa? Đấy, thôi chị chào tất cả các anh chị em nhá. Đấy.